Chào mọi người nhé, video này mình giới thiệu cho các bạn con dao Sanji Takeshi sử dụng thép VG10 Damascus. Cái Damascus này mình có thể sờ được nhé, sờ cảm nhận được nhé. Đấy, thì đây là một mẫu dao mới, thật là cán gỗ khâu sừng, dao hai lưỡi dành cho người tay phải và tay trái đều sử dụng được, và nó là thép VG10 nhé. Thì đây, đây là thông số của nó, Takeshi Sanji này, lưỡi 21cm của nàng dao Echizen, thép VG10 nhé, giá bán là 4780 trên của mình chưa nhân giá. Đây mấy cái máy tính, nhân với tỷ giá là 230, con dao này rơi vào khoảng 11 triệu nhé. Như ở trên này là 10 triệu 990 nghìn, đến rơi khoảng 11 triệu, tầm 11 triệu 500 về tới Việt Nam nhé. Thế nhau là mua hàng thì có thể liên hệ với mình. Dao của nghệ nhân là nó rất là đắt, nhưng mà cái chất lượng của nó thì tuyệt vời luôn ạ. Đấy, xin kết thúc video ở đây nhé. Nhà nó mua hàng thì có thể liên hệ cho mình.